Cô chào các em, trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về bài 24 tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là thức ăn và sự tiêu hóa. Vấn đề thứ hai là các cơ quan tiêu hóa. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thức ăn và sự tiêu hóa. Từ xa xưa thì con người đã hiểu rằng là ăn uống thì cũng như là thở, và người ta có thể nhịn ăn vài tuần nhưng không thể không ăn mà không sống được. Thức ăn dù đã được chế biến nấu nướng nhưng vẫn còn rất là thô sơ so với sự tiêu chuẩn hấp thụ của con người, bởi vậy cần phải có hoạt động tiêu hóa. Vậy quá trình tiêu hóa sẽ bao gồm những hoạt động nào? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Các em sẽ quan sát cho cô hình 24.1, sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa, và hình 24.2, sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa, để trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa? Thứ hai, các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa? Thứ ba, quá trình tiêu hóa gồm những giai đoạn nào? Và để trả lời ba ý trên thì chúng ta sẽ quan sát cho cô hình 24.1 và hình 24.2. Trước khi trả lời về các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa, thì các em hãy cho cô biết là các chất trong thức ăn sẽ có những loại chất nào? Như vậy là các chất trong thức ăn sẽ có hai loại, đó là chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ bao gồm có glucid, lipid, protein, acid nucleic, vitamin. Còn các chất vô cơ bao gồm có muối khoáng và nước. Như vậy chúng ta nhớ cho cô là các chất có trong thức ăn sẽ có hai loại, đó là chất hữu cơ và chất vô cơ. Và các em có biết rằng là vitamin thì hoàn toàn không tạo ra năng lượng, cũng không tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất, nhưng lại là thành phần quan trọng của enzyme có trong cơ thể. Chính vì vậy mà vitamin rất cần cho sự sống, mặc dù với một lượng rất là nhỏ. Và nếu thiếu vitamin, cơ thể có thể có những rối loạn nghiêm trọng dẫn tới tử vong. Còn nước và muối khoáng thì rất cần cho cơ thể, đảm bảo cho các hoạt động bình thường của tế bào. Do vậy, trong cơ thể chúng ta thì chúng ta cần cung cấp đủ nước và đủ muối khoáng cho cơ thể nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa. Các em quan sát cho cô. Các chất trong thức ăn thông qua hoạt động tiêu hóa. Và chúng ta quan sát cho cô rất là dễ dàng nhận thấy rằng là các chất không bị biến đổi về mặt qua quá trình tiêu hóa. Ở đây có vitamin sau hoạt động tiêu hóa thì không bị biến đổi về mặt hóa học, vẫn là vitamin. Muối khoáng vẫn là muối khoáng. Nước vẫn là nước, không hề bị biến đổi về mặt hóa học. Như vậy chúng ta sẽ nhớ cho cô các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa. Đó là vitamin. Thứ hai là nước. Và thứ ba là muối khoáng. Tiếp theo, các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa? Các em quan sát cho cô. Ở đây, thông qua hoạt động tiêu hóa thì glucid sẽ được biến đổi thành đường đơn. Lipid sẽ được biến đổi thành axit béo và glycerin. Protein sẽ được biến đổi thành axit amin. Axit nucleic sẽ biến đổi thành các thành phần của nucleotide. Và đây là những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được. Như vậy chúng ta nhớ cho cô nhé. Chất bị biến đổi này.
glucid thì sẽ biến đổi thành glucose, còn lipid được biến đổi thành axit béo và glycerin. Tiếp theo, protein sẽ được biến đổi thành axit amin. Axit nucleic sẽ biến đổi thành các thành phần của nucleotide. Như vậy là tiêu hóa chính là sự biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất thừa mà cơ thể không thể hấp thụ được ra môi trường ngoài. Và chúng ta nhớ cho cô, các chất trong thức ăn bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa và các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa. Vậy, quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? Thì các em quan sát tiếp cho cô hình 24.2, sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa. Chúng ta quan sát hình 24.2 và dễ dàng trả lời được câu hỏi đó là quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào. Các em quan sát cho cô, hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa đó là hoạt động ăn. Ăn chính là hoạt động mà chúng ta đưa thức ăn vào khoang miệng và hoạt động này là hoạt động đầu tiên trong quá trình tiêu hóa. Nếu không có hoạt động này thì tất cả các hoạt động sau sẽ không diễn ra được. Hoạt động thứ hai là hoạt động tiêu hóa thức ăn. Hoạt động tiêu hóa thức ăn sẽ bao gồm có biến đổi lý học, tiết dịch tiêu hóa và biến đổi hóa học. Sau khi mà hoạt động tiêu hóa thức ăn được diễn ra rồi thì sẽ tạo ra các chất dinh dưỡng đơn giản để cơ thể hấp thụ được và đến hoạt động tiếp theo đó là hoạt động hấp thụ chất dinh dưỡng. Sau khi các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ rồi thì sẽ loại bỏ các chất cặn bã ra môi trường bên ngoài thì thông qua quá trình đó là hoạt động thải phân. Và các em nhìn cho cô, hoạt động đẩy các chất trong ống tiêu hóa. Hoạt động này xuyên suốt từ ăn cho đến tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân. Như vậy, chúng ta nhớ cho cô về quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ bao gồm những hoạt động nào. Và như vậy, nhờ hoạt động tiêu hóa mà thức ăn sẽ tạo ra thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được. Người ta gọi đó chính là tiêu hóa thức ăn. Vậy, quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ diễn ra ở cơ quan tiêu hóa như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 La Mã. Các cơ quan tiêu hóa. Yêu cầu như sau: quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hóa ở hình 24.3 vào các cột tương ứng ở bảng 24. Bảng 24, các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Các em sẽ quan sát cho cô hình 24.3 và điền các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Các em quan sát cho cô các cơ quan trong ống tiêu hóa. Chúng ta nhìn cho cô, các cơ quan trong ống tiêu hóa bắt đầu từ khoang miệng, bao gồm có lưỡi và răng. Tiếp theo đến họng. Tiếp theo đến thực quản, ống thực quản. Tiếp theo đến dạ dày. Đây chúng ta nhìn cô, dạ dày đến tá tràng. Tá tràng là đoạn đầu tiên của ruột non và để hệ thống ruột non. Tiếp theo, chúng ta quan sát cho cô ruột già. Và kết thúc ở hậu môn, đó là các cơ quan trong ống tiêu hóa. Đây chúng ta nhìn cho cô. Kết thúc là hậu môn. Vậy chúng ta sẽ ghi cho cô nhé. Đầu tiên là các cơ quan
trong ống tiêu hóa. Bắt đầu từ khoang miệng này. Thì có lưỡi và răng. Thứ hai là họng, hay còn gọi là hầu. Thứ ba, thực quản. Thứ tư là dạ dày. Thứ năm là ruột non. Tá tràng thì đó là đoạn đầu tiên của ruột non nhé. Thứ sáu là ruột già. Và cuối cùng là hậu môn. Đó là các cơ quan trong ống tiêu hóa. Tiếp theo về các tuyến tiêu hóa, các em quan sát cho cô ở đây. Các tuyến tiêu hóa có tuyến nước bọt đây. Tiếp theo các em quan sát cho cô. Dạ dày thì có các tuyến vị. Tiếp theo, gan thì tiết ra dịch mật, hay tuyến tụy thì tiết dịch tụy, và ở ruột thì có các tuyến ruột. Như vậy nhớ cho cô một số tuyến tiêu hóa như là tuyến nước bọt này, tuyến vị, tuyến gan thì tiết dịch mật, tuyến tụy là tiết dịch tụy. Tiếp theo, các tuyến ruột. Còn sự biến đổi thức ăn diễn ra ở khoang miệng này, ở dạ dày hay là ở ruột non diễn ra như nào thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở những video tiếp theo nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi cuối bài trang 80. Câu số 1. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm. Thì vừa nãy cô đã hướng dẫn chúng ta rồi. Các chất trong thức ăn thì sẽ bao gồm được phân nhóm như sau. Nhóm thứ nhất đó là căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học. Và nhóm thứ hai đó là căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa. Đầu tiên là căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học. Thì các chất trong thức ăn sẽ bao gồm có hai loại, đó là các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ bao gồm có glucid, lipid, protein, acid nucleic và vitamin. Và thứ hai đó là chất vô cơ bao gồm có muối khoáng và nước. Căn cứ thứ hai đó là căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa. Thì qua hoạt động tiêu hóa thức ăn sẽ có những chất bị biến đổi về mặt hóa học và có những chất không bị biến đổi về mặt hóa học, thì sẽ làm hai loại. Các chất bị biến đổi về mặt hóa học đó là glucid, lipid, protein và acid nucleic. Và cái thứ hai đó là các chất không bị biến đổi về mặt hóa học, đó là vitamin, nước và muối khoáng. Và các chất sau khi được biến đổi qua hoạt động tiêu hóa sẽ tạo thành các chất dinh dưỡng đơn giản để cơ thể có thể hấp thụ được. Câu số 2. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì? Chúng ta thấy rằng là khi chúng ta ăn này,
thì chúng ta diễn ra quá trình nhai này, và thức ăn của chúng ta sẽ được vào trong cơ quan tiêu hóa và sẽ được biến đổi về mặt hóa học. Có những chất thì không biến đổi về mặt hóa học. Như vậy là các chất trong thức ăn sẽ biến đổi thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta có thể hấp thụ được, và đồng thời sẽ loại bỏ các chất cặn bã ra ngoài. Thì đó chính là vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người. Câu số 3. Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không? Thì ở đây, các chất như nước, muối khoáng, vitamin khi vào cơ thể thì cần phải thông qua các hoạt động sau. Hoạt động thứ nhất đó là hoạt động ăn và uống. Em quan sát cho cô. Thứ hai đó là hoạt động đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa. Và thứ ba là hoạt động hấp thụ thức ăn. Cơ thể người thì có thể nhận các chất này theo con đường khác, đó là con đường tiêm qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn, hoặc qua ke giữa các tế bào và nước mô vào hệ tuần hoàn máu. Như vậy chúng ta nhớ cho cô nhé, nước này, muối khoáng, vitamin này thì thông qua hoạt động như ăn uống này, đẩy các thức ăn trong ống tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Như vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về bài 24. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo.